Rồi, hello anh em ha. Chào mừng các bạn đã trở lại kênh Mỹ Mô Tô. Thì hôm nay mình sẽ đến cái tiệm xe của anh Phụng anh em. Anh ơi, cho em hỏi chút xíu về địa chỉ của cái tiệm mình là khu vực nào anh? 118 xe 2, khu phố 3, khu phố 2, phường An Phú, quận Nam Bình Dương. Ở đây là xe mình là bán là có trả góp gì không anh? Hôm nay là chắc gần tới Tết chắc chưa trả góp được, tại vì hôm nay ngân hàng nó hơi bị cứng. Giờ bán thì cái giá cả cũng hợp lý cho anh em. Dạ. Giấy tờ đồ là giấy tờ hợp lệ hết, ai muốn sang tên rút hồ sơ sang tên hết nha. Dạ. Đó. Xe Trung Quốc thì không sang tên. Đây nè anh em, đây địa chỉ này ha. Còn anh em muốn chính xác hơn hãy nhấp vô tiêu đề là sẽ gặp cái địa chỉ này nha anh em. Rồi số điện thoại luôn ha. Đó. Thì hôm nay mình sẽ cập nhật cái giá mấy cái dòng xe cày bừa nè anh em. Đó, cho những anh em nào mà lao động nó cày bừa rồi đó, mua mấy chiếc xe này về mình chạy là ok luôn anh em ơi. Đó. Ở đây là giá cũng hơi ảnh để lại cho anh em là hơi mềm mềm nha. Đó, rồi cái quay này là anh giá bao nhiêu anh? Chiếc quay này có 3.8 triệu anh em. Rồi về phần giấy tờ là sao anh? Giấy tờ đầy đủ. Giấy tờ là đầy đủ ha. Dạ. Đó anh em cứ yên tâm về phần giấy tờ ha, máy móc rồi bảo kê anh em ha. Đó. Thì đây bên kia còn chiếc mát cho những anh em mà các bạn nào mà sinh viên đó đi học rồi đó, mua chạy được á. Đây mình sẽ báo giá vào bản luôn. Cho em hỏi con quay này luôn nè anh. Quay con này là 3.5 triệu nè anh em. Điểm số nè. Đó. Thì tầm 3 triệu ngoài 4 triệu là anh em là có xe chạy rồi ha. Xe rất là bền luôn á. Đó, này máy móc thì ok nha. Lốc đen luôn nè. Chiếc quay cái chiếc này là giá bao nhiêu anh? Chiếc gì nè? Chiếc wheel này vô hết nhà lão Nhật. Dạ. Đầu nòng quay Thái. Giá bán 3.8 triệu. Dạ. Xe của Hàn Quốc. Dạ. Xe này là của Hàn Quốc nha anh em. Xe này là bán giá là ảnh bán là 3.8 triệu cho anh em nha. Thì mấy cái giá xe này anh em mà lại mình có thương lượng gì nữa không anh? Có thương lượng. Dạ, cũng có thương lượng đó nha anh em. Đó, giá cả này thì anh em lại mua thì cũng có thương lượng ha. Kế tiếp cho em hỏi con Future này luôn nha. Future này dọn vô hết mới keng luôn. Giá 3.8 triệu. Ờ, 3.8 triệu luôn anh em ơi. Xin chờ ha. Cái này là máy mình không biết máy gì nữa, máy này của hãng gì ta? Hàn Quốc. Hàn Quốc luôn ha. Hãng của Hàn Quốc luôn nè anh em xem cái máy ha. Đó, giá là 3.8 triệu nha anh em. Rồi, cho em hỏi con cái clip quay này luôn. Hỏi hết luôn. Giá tầm 3 triệu ngoài 4 triệu mà mình hỏi giá chính xác cho anh em luôn nha. Còn biển 65 nè. Con này giá nhiêu anh? Con đó hả? 3.7 triệu. Dạ, con này 3.7 triệu anh em ơi. Dạ. Máy nè. Đó, thì anh em nào lao động thì có nhu cầu ha, thì cứ đến cái địa chỉ ha. Mình mua mấy chiếc xe này về chạy cũng đi làm rồi cũng im lắm ha. Còn máy móc thì bảo kê cho anh em nha, giấy tờ đầy đủ ha. Đó. Thì bên đó còn chiếc mát đó kìa. Thì cho em hỏi nguyên vàng này luôn đi anh. Nguyên vàng này là giá từ bao nhiêu đến bao nhiêu ha? Nguyên cái lòng này. Mấy cái xe này từ 3.8 triệu, 4 triệu. Dạ, thì từ cái nguyên một vàng này là từ 3 triệu, 3 triệu ngoài 4 triệu nha anh em. Đó. Thì ở trong kia á, ở trong tiệm còn nhiều, rất là nhiều dòng xe luôn. Còn có tay ga nữa kìa, lát mình sẽ vô mình xem rồi mình hỏi giá luôn nha. Này, cho em hỏi là giá con mát này bao nhiêu anh? Mát tới 3.3 triệu. Đó. Đề đóng đầy đủ mới êm, đời 2013. Đời 2013 là giá là 3.3 triệu nha anh em. Đó.
3,3 triệu ha. Rồi dành cho những anh em nào đi học sinh viên ha. Đó, ở trong đây thì còn tay ga đồ trong kia kìa, thì mình hỏi đây con gì anh? 7 triệu. Con này 7 triệu ha, và mới 30 mấy triệu á. À, con này là 7 triệu nè anh em. Con này đợi nhiêu anh? Đời 22 23. À, đời 22. Anh em xem biển số ha. Đây cũng còn su quốc nữa nè. Đó. Đó, dạo qua đó luôn. Ở đây anh em bán, anh em mua có thể chuyển về quê nhé. Nó phải chuyển về quê, bán tiền thì thẳng về quê luôn. Dạ. Xe về quê luôn nha. Anh em thì cứ yên tâm ha, ở đây ảnh cũng có giao xe luôn. Anh em ở quê á, mua thì cứ liên hệ rồi ảnh chuyển về tới quê cho anh em luôn. Rồi. Đó. Cho em hỏi là con su quốc này là đời bao nhiêu anh? Con này đời 22. Con này giá nhiêu anh? 9 triệu. À, con này là 9 triệu anh em ơi. Đời 22, 9 triệu ha. Máy nè. Rồi, lên đây. Đó, mình kế tiếp mình xem cái con tay ga nè anh em. Số 69 Cà Mau luôn ha. Con này giá nhiêu anh? Cho đi đời 2016. Ở chiếc này hả? Chiếc này nè. Kimco đời 2016 giá 8 triệu. À, đời 2016 giá là 8 triệu anh em ơi. Mới đó. 30 mấy triệu không? 33 dạ, triệu. Dạ. Đó. Rồi. Kimco. Cho em hỏi con SG này đi luôn. Gần đời 2012 giá 7 triệu. Ờ. 22 23 đi. Giá 7 triệu nè anh em. Này có lên cái phuộc mạnh dữ nha. À, anh em thấy không? Cái lớp còn dày, dày quá mới luôn anh em ơi. Rồi, thì mình sẽ vô trong mình xem mấy cái dòng xe dài trong đây nè anh em, còn nhiều lắm nè. Hẹt nữa kìa. Mấy con hẹt này là anh bán luôn ha? Hai chiếc này vừa bán cho khách rồi. Ờ, chiếc này bán rồi, mới vừa bán ha. Rồi rồi. Rồi cái chiếc này anh, Suzuki này có bán không? Hai chiếc này cũng bán luôn cho khách luôn rồi. Bán luôn rồi ha. Rồi mình vô trong rồi. Đây. Sẽ đi từ bên đây dài qua bên kia luôn anh em ơi. Trước tiên là con vi sành nè. Đây cũng còn AT nè anh em. Đó, tay ga đó cho các bạn nữ ha. Thì vít 3 luôn kìa. Thì mình sẽ hỏi giá từng con dài vô trọng luôn ha. Đó. Suzuki SI luôn. Vision nè. Trước tiên mình coi Vision này đi. Đó, Vision này nói chung mình giờ mình thấy cũng còn mới anh em ơi. Thì nó cũng hơi chạy mấy cái cạnh ở ngoài này có tí xíu mà không sao ha. Giá cũng hơi mềm. Nếu anh em thích thì về tút lại cũng là bóng mượt luôn ha. Chạy cái cặp ngoài thôi không sao. Cho em hỏi con Vision sành này là đời bao nhiêu anh? Đời 2015 giá 18 triệu. Ồ, đời 2015 giá có 18 triệu anh em ơi. Ở đây chật quá, mình không quay vô trong kia, quay biển số cho anh em xem thông cảm ha. Biển số 75. Số 75 á anh? Có rồi, 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 rồi. Giá này là có thương lượng anh em có bớt ha. Còn xe ẹt này chính chủ, đời 2012, biển số 65, giá 16 năm. Ồ, con này là chính chủ luôn nha, đời 2015. Con em sang tên rút hồ sơ được luôn nha. Dạ, dạ, thì cũng anh em cũng nghe anh chủ anh nói ha. Rồi, nè anh em cứ xem ha. Rồi, cho em hỏi cái tiếp con ẹt 150 luôn nha. Ẹt 150 này đời 2017, giá 27 triệu. Dạ, dạ. Rút hồ sơ thêm mấy trăm ngàn nữa. 17 triệu anh? 27 triệu. Ờ, 27 triệu anh em ơi. 150. Rồi, rồi. Đó.
Kế tiếp nó có màu trắng này. Chiếc này đời 27 luôn, xe đẹp khen. Giá 28.500. Có đèn pha. Dạ. Con này là 28.500 nha anh em. Đó. Máy móc đồ là vàng lông đồ là toàn là phụ kiện là ghi theo xe luôn nha anh em. Không có thay bất cứ gì ha. Đó anh em giờ cũng thấy ha. Rồi cho em hỏi con Suzuki FI luôn nha anh. Suzuki FI đời 2017 giá 12 năm. Dạ, giá 12 năm. Rồi. Bánh mâm thắng đĩa. Này toàn bộ này là hồ sơ rồi là đầy đủ á, bao hả? Nếu bao sang thêm hồ sơ thì hết khoảng 1 triệu. Nếu mà anh em muốn rút gốc thì thêm phí khoảng 1 triệu nha anh em. Đó, rút gốc sang tên đổi biển số á thì anh em cứ thêm phí là 1 triệu chứ ngoài gì đó ha. Rồi Suzuki này đợi nhiêu anh? Đời 27. RC đời 27. Dạ. GC đời 27 anh em ơi. Đó. Giá 13 năm nhé. Biển số Phát Lộc. Còn rất là mới luôn. Giá 13.500. Hai chiếc thế nào đó? Ồ, hai chiếc này bằng nhau hả anh? Hai chiếc bằng nhau. Rồi. Quay chi tiết cho anh em xem luôn ha. 37 luôn. Số 37 luôn anh em ơi, hai chiếc. Máy còn bóng mướt luôn anh em ơi. Để mình nổ máy cho anh em thử xem thử cái ha. Con này đi. Ồ bấm một phát một rồi chạy lên. Quá nhạy luôn anh em ơi. Rồi. Đó. Con quay này nè. Quay S đời 2013. Giá 9 triệu rưỡi. Rồi, 9 triệu rưỡi ha. Rồi. Đó, trong kia còn AT nè anh em. Kia còn con Vespa kìa. Hai con đó là giá nhiêu anh? Cứ 10 triệu. Hai con là 10 triệu đồng giá ha. Một chiếc đồng giá. Con Vespa trong kia là coi coi. 12 triệu. 12 triệu ha. Rồi. Con này ly này. Nguyên con biển số Bình Dương. Xe đẹp máy gì? Giá 10.500. Ồ 10.500. Rồi. Có bớt. Có bớt ha. Rồi con Novo 5 này là đời bao nhiêu anh? 11 năm. Đời 2013. Rồi, đời 2013 giá 11.500 nha anh em. Novo 5. Đó, con Vespa này nè anh em. Cái bạn nữ chạy ha. Vespa này nãy mình cũng có nói giá rồi ha anh em. Chật quá, mình không có quay vô trong quay cái biển số cho anh em xem ha. Còn con Vision này anh em. Vision này đời đâu rồi? Anh ơi cho anh hỏi con Vision này là đời nhiêu anh? C133456. Yeah. Xe này mua để hồi trước mua cho vợ mà mua biển số. Thôi yeah. Hôm nay bán lại xả lỗ 16.500 nha. Số VIP. Giá quá mềm anh em ơi. Mềm lắm anh em ơi. Có 16.500 ha. Mà biển số VIP nha. Biển số là đẹp nha, biển số để quay cho biển số cho anh em xem ha. Đây mình chen chen qua mình quay cái biển số cho anh em xem. Đó. Rồi, Vespa nè anh em, biển số. Ở trong đây cũng còn quay nè anh em. Suzuki FI rồi nè, còn rất nhiều. Đây cũng còn Suzuki nữa nè. Cho em hỏi Suzuki rồi luôn nha anh. Suzuki tới đời 2016 giá 12 triệu. Đời 2016 giá 12 triệu anh em ơi. Đó. Hai chiếc này là 9 triệu chiếc ha. Rồi đồng giá nha anh em. Chiếc Honda Blade này đời 2017 giá 10 12 11 năm.
11.500. Ra sao mình quay cái biển số cho anh em xem ha. Cái này giá anh để rất là mềm anh em ơi, khách là sáng giờ vô rất là đông nhiều luôn á, giờ mới vô sách khách vô xem xe nó kìa anh em thấy không đó. Đây còn con Sirius FI nè anh em, quay nữa nè, quay pha, quay A đó. Thì để ảnh nói chuyện với khách đây, mình vô hỏi giá anh luôn. Để trước tiên mình xem chi tiết xe đi ha. Cái trong này nó hơi tối quá, bắt lát anh cho anh em xem nữa kìa. Không được, không bỏ không được anh em ơi, anh thông cảm ha. Anh cho em hỏi con da con này là giá nhiêu anh? Sirius FI nè, giá 12 triệu. Ồ, con này 12 triệu rồi. Quay về luôn đi anh. Con này là giá 11.500 anh em ơi. 11.500 ha. Đó. 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 Anh em xem kênh mình thì mình cũng giới thiệu thẳng đây, giới thiệu cho anh em luôn ha. Kênh mình vừa mới thành lập một kênh Mỹ Phát đó anh em, chuyên về dòng quay về các dòng ô tô cũ giá rẻ đó anh em. Anh em cứ bấm qua cái kênh Mỹ Phát ha. Anh em nào có thích cái dòng ô tô thì bấm qua kênh Mỹ Phát xem và đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều ha. Thì đây mình qua mình coi xe mấy chiếc quay này luôn anh em ơi, báo giá anh em luôn. Cái mỗi con quay này luôn anh. Cuối 2015 giá 12 năm. Con này 12.500. Quay 100 nha. Dạ. Thì mấy con này thì anh em khỏi nói ha. Cái xe này là rất là bền ha anh em ơi. Cho em hỏi nguyên một lọt luôn đi anh. Hỏi mất thời gian anh em. Cái này 13 triệu một chiếc. Còn chiếc còn vàng 11 triệu. 11 triệu, màu vàng trong kia 11 triệu ha. Rồi mấy chiếc này là 13 triệu một chiếc ha. Giá có thương lượng nha anh em. Đó, giá thì có thương lượng ha. Đó thì ở đây thì cũng còn rất là nhiều dòng xe anh em ơi. Thì cái clip mình quay cũng hơi ngắn thôi ha. Dài quá cũng không được anh em thông cảm ha. Thì mình sẽ dành riêng cho clip sau mình quay cái dàn ngoài kia ha. Rồi video đến đây là kết thúc ha. Cảm ơn anh em đã xem video ha. Nhớ đăng ký kênh và cho mình một like để mình có động lực làm những video hay và ý nghĩa cho anh em xem ha. Thì anh em nào có nhu cầu về mô tô thì hãy qua cái kênh Mỹ Phát mình đó, quay chuyên về dòng mô tô cũ giá rẻ đó anh em. Anh em qua đó xem và đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Rồi, cảm ơn anh em ha.